Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay của Tin Mới. Các bạn thân mến, theo Tân Hoa Xã hôm qua cho biết, Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt khi mưa lớn kỷ lục trút xuống một số khu vực miền Nam nước này. Hôm qua, theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng Trung Quốc, những trận mưa như trút nước sẽ trút xuống các khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Vân Nam trong 24 giờ tới, khiến cơ quan này phải gia hạn cảnh báo vàng cấp độ 3 về mưa lớn. Ngoài ra, cảnh báo cam cấp độ 2 về lũ lụt ở các vùng núi đã được Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Thủy lợi ban hành. Văn hóa xã cho hay, các nhóm chuyên gia đã được cử đến Quảng Đông và Quảng Tây để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm giám sát thiên tai, tuần tra đê điều, hồ chứa và ngăn chặn lũ lụt. Các thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm Quảng Châu và Chu Hải, đã công bố kế hoạch đóng cửa các trường tiểu học và trung học cơ sở, cũng như các phương tiện giao thông công cộng trước những trận mưa bão mạnh nhất năm 2022, gây nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất. Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng rằng, với một cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn thiện hơn và sự chuẩn bị sớm, Quảng Đông khó có thể lặp lại thảm kịch Đại Hồng Thủy ở Trịnh Châu năm ngoái. Các nhà dự báo thời tiết ở Quảng Đông cho biết tỉnh này dự kiến sẽ có mưa lớn đến tuần này. Đợt mưa này có thể là mạnh nhất, rộng nhất và kéo dài nhất trong năm nay, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục hàng ngày ở một số nơi trong khu vực. Theo Hoàn Cầu Thời báo cho biết, hơn 50 cảnh báo mưa bão đã được đưa ra ở Quảng Đông, trong đó có 11 cảnh báo đỏ cấp độ 1. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát mưa bão lũ lụt 4 cấp theo màu sắc, với cấp độ 1 màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh. Trong 2 ngày vừa qua, gần một nửa số thành phố và huyện trong tỉnh Quảng Đông chìm trong những trận mưa như trút nước, không có dấu hiệu suy yếu. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Quảng Châu và Chu Hải, hai thành phố lớn của Quảng Đông, đã ra lệnh cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở dừng các lớp học, đồng thời khuyến cáo người dân làm việc tại nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết. Các tuyến xe buýt công cộng và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã bị đình chỉ. Chính quyền Quảng Châu cũng khuyến cáo người dân mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống trong 2 ngày để đề phòng. Được thông báo và chuẩn bị đầy đủ, nhiều người dân Quảng Châu nói đùa rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức họ vui mừng trước cơn mưa hơn là sợ hãi, bày tỏ niềm tin vào phản ứng nhanh chóng của chính quyền trước những rủi ro tiềm ẩn. Giải thích về lý do mưa lớn bất thường ở Quảng Châu vào thời điểm này trong năm, Wang Genchen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, cho biết thông thường gió mùa của Trung Quốc từ Thái Bình Dương mang theo một lượng lớn hơi nước. Khi không khí nóng và ẩm gặp không khí lạnh từ phía Bắc nước này sẽ tạo thành mưa lớn. Quảng Đông và Quảng Tây của miền Nam Trung Quốc là cửa ngõ đón những đợt gió mùa như vậy, do đó lượng mưa sẽ tương đối lớn về quy mô và số lượng. Ông Wang Genchen lưu ý rằng, thông thường mùa mưa bão ở Trung Quốc xảy ra vào tháng 6 và tháng 7, nhưng năm nay lại vào tháng 5. Nguyên nhân là do các phong lạnh ở các vùng phía Bắc Trung Quốc tồn tại lâu hơn và mạnh hơn những năm trước, tràn xuống miền Nam và gặp gió mùa. Các khu vực cấp tỉnh khác ở Nam hoặc Tây Nam Trung Quốc như Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu đã chìm ngập trong những trận mưa như trút nước. Theo dữ liệu của thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, lũ lụt cho đến nay đã ảnh hưởng đến 6.418 người. Tuy nhiên, ông Wang tin rằng các tỉnh miền Nam nước này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt như vậy và các cơ chế ứng phó khẩn cấp đã tương đối hoàn thiện ở đó, nên khó có khả năng đợt mưa lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn như những gì Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua vào tháng 7 năm ngoái. Đợt mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích ở Hà Nam, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỷ nhân dân tệ, tương đương 17,8 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, mưa lũ trong những ngày qua đã làm ảnh hưởng gần 1,8 triệu dân Trung Quốc, khoảng 1,79 triệu người ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc chịu ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lớn bắt đầu từ hôm đầu tháng. Tân Hoa Xã dẫn tin từ giới chức địa phương, ông Li Daijian, quan chức thuộc Sở Chỉ huy Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Hồ Nam, thông tin trong đợt mưa lũ mới nhất, 10 người đã thiệt mạng và 3 người phải mất tích tính đến ngày hôm qua.
hơn 2.700 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng và khoảng 286.000 người đã phải sơ tán trong tỉnh Hồ Nam. Tỉnh miền Trung Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp tỉnh về cứu trợ thiên tai. Hồ Nam đã giao lều, giường gấp và các vật dụng khác cho những khu vực chịu ảnh hưởng trong đợt mưa lũ. Các quỹ cứu trợ tạm thời và những nguồn cung khác cũng đã được triển khai để giảm thiểu tác động của mưa lũ. Trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh Hồ Nam, với một số trạm quan trắc ghi nhận lượng mưa ở mức lịch sử, theo Sở Chỉ huy Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh. Theo Tân Hoa Xã cho biết, ngày hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo màu xanh về các trận mưa bão ở nhiều vùng khác nhau của đất nước. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến khu vực Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, đảo Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam, với các khu vực phía nam của tỉnh Quảng Đông có lượng mưa lên tới 150mm. Một số khu vực có khả năng có lượng mưa trên 60mm mỗi giờ, kèm theo dông bão và gió giật mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết mã màu gồm 4 cấp, với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Thưa các bạn, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng tới phía nam đất nước. Trung tâm Chỉ huy Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán của Trung Quốc ngày hôm qua tăng cấp ứng phó khẩn cấp từ cấp 3 đến cấp 4 trong bối cảnh mưa lớn ở phía nam đất nước. Theo Tân Hoa Xã cho biết, theo dự báo thời tiết mới nhất từ cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong ngày mai, trận mưa như chút nước mới dự kiến sẽ xảy ra ở các khu vực phía nam và đông bắc Trung Quốc. Một số khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ trải qua hình thái thời tiết khắc nghiệt với dông bão và gió mạnh. Một số con sông ở các tỉnh trong khu vực phía nam Trung Quốc, bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây và Quý Châu đã vượt quá mức cảnh báo lũ lụt. Theo Trung tâm Chỉ huy Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán và Bộ Quản lý Khẩn cấp MEM, giới chức Trung Quốc nhấn mạnh rằng nước này cần cảnh giác cao độ đề phòng lũ lụt và các trường hợp khẩn cấp. Ngày hôm nay, Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã cùng kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam, phía nam nước này. Các đội công tác đã được cử đến những khu vực chịu ảnh hưởng trong đợt lũ lụt mới nhất ở Trung Quốc để giúp chính quyền địa phương trong công tác cứu trợ. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã cho biết, tại miền Nam Trung Quốc, mưa lớn đã hoành hành. Sáng qua, Trung Quốc đã phải tiến hành kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 3 trong bối cảnh mưa lũ có nguy cơ đe dọa lưu vực sông Châu Giang. Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày hôm kia đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 3 để kiểm soát lũ lụt khi lũ đổ bộ vào lưu vực sông Châu Giang phía nam đất nước. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, mưa lớn có khả năng quét qua lưu vực sông Châu Giang từ ngày mai đến hết tuần này. Theo dự báo, mực nước ở các sông chính của khu vực, trong đó có Tây Giang, Bắc Giang, ước tính sẽ dâng lên. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến Quảng Tây và Quảng Đông để chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Trước đó, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 với lũ lụt ở các khu vực miền Trung và Tây Nam đất nước. Vào thời điểm đó, nhiều con sông ở các khu vực cấp tỉnh như Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu được dự báo có mực nước tăng mạnh. Do đó, giới chức Trung ương yêu cầu các địa phương chuẩn bị phòng ngừa. Cũng liên quan tới mưa lũ ở Trung Quốc, đài CGTN ngày hôm qua dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng Trung Quốc cho hay mưa lớn dự báo ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc trong 2 ngày tới, mang theo dông bão và gió giật mạnh. Lũ lụt vượt mức cảnh báo có thể ghi nhận tại một số con sông ở khu vực mưa lớn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát ứng phó khẩn cấp cho 7 khu vực cấp tỉnh, bao gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam. Cơ quan này cũng kêu gọi chính quyền các địa phương có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và lũ lụt, đảm bảo an toàn hồ chứa cũng như tăng cường kiểm soát và phòng chống lũ lụt. Dông, gió giật và mưa đá cũng được dự báo sẽ xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc trong 2 ngày tới. Những cơn dông và mưa đá rải rác kèm theo gió mạnh và mưa đã xảy ra ở Bắc Kinh ngày hôm kia. Mưa cũng đã xảy ra ở thủ đô của Trung Quốc trong ngày hôm qua. Thưa quý vị, hiện nay lũ lụt đang ầm ầm đổ về Phượng Hoàng cổ trấn ở Trung Quốc. Theo Yahoo News đưa tin, khu Phượng Hoàng cổ trấn ở Trung Quốc đón mưa lớn, cùng nước lũ sông Trường Giang dâng cao gây ngập lụt. Lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực ở Phượng Hoàng cổ trấn ở Trung Quốc sau trận mưa lớn ở Hồ Nam. Từ video quay được cho thấy một dòng nước sông đục ngầu đổ về, nhấn chìm những ngôi nhà gần đó và gần như nhấn chìm hoàn toàn những cây cầu đá ở đô thị lịch sử của Trung Quốc. Không có người chết hoặc bị thương nào được ghi nhận tới thời điểm hiện tại.
Theo truyền thông Trung Quốc, lượng mưa tối đa lên tới 246,5mm, khiến sông Trường Giang bị ngập lụt. Nước ngập tràn vào những ngôi nhà dọc theo bờ sông và làm ngập nhiều con đường ở Phượng Hoàng cổ trấn. Hầu hết các cấu trúc tại Phượng Hoàng cổ trấn đều có từ thời nhà Minh, nhà Thanh. Người dân địa phương ở đây chủ yếu là dân tộc thiểu số Miêu hoặc Thổ Gia. Các bạn thân mến, Trung Quốc ngày hôm qua đánh dấu 91 năm trận lũ lụt Trung Quốc lịch sử năm 1931, một trong những thảm họa chết chóc nhất thế kỷ 20. Theo trang Weather Network cho biết, đến nay vẫn chưa rõ dữ liệu thực về số người thiệt mạng trong trận lũ lụt năm 1931 ở Trung Quốc. Hôm qua, nước sông Dương Tử dâng cao đỉnh điểm, làm vỡ đê và góp phần gây ra trận đại hồng thủy khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất thế kỷ 21. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1931, các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc đã bị ngập lụt, bao gồm các thành phố đông dân cư như Vũ Hán và Nam Kinh. Các nguồn tin chính thức của Trung Quốc công bố tổng cộng có 145.000 người thiệt mạng vì lũ lụt. Song, nhiều nguồn tin độc lập thống kê số trường hợp thiệt mạng trực tiếp và gián tiếp vì thảm họa cao hơn nhiều, khoảng từ 3,7 triệu đến 4 triệu người chết. Trung Quốc phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt vào cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930. Từ năm 1928 đến năm 1930, Trung Quốc hứng chịu đợt hạn hán kéo dài. Theo một số ghi chép, thời tiết bất thường ở miền Trung Trung Quốc bắt đầu vào mùa đông cuối năm 1930. Bão tuyết kỷ lục vào mùa đông, cùng băng tan vào mùa xuân và mưa xối xả làm tăng mực nước đáng kể. Vào đầu năm 1931, băng tuyết bắt đầu tan, chảy xuống hạ lưu sông Dương Tử. Tháng 4 năm 1931, lưu vực sông Dương Tử hứng chịu lượng mưa vượt xa mức trung bình. Người dân sống ở khu vực thấp đã rời bỏ nhà cửa. Các khu vực dọc theo sông Dương Tử đã báo cáo lượng mưa trên 600mm vào tháng 6 năm 1931. Giai đoạn tồi tệ nhất đã xảy ra từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1931. Riêng tháng 7, 4 trạm khí tượng dọc theo sông Dương Tử báo cáo lượng mưa trên 600mm trong tháng. Mực nước sông Dương Tử đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi dữ liệu, đạt tới đỉnh điểm vào ngày 18 tháng 8 năm 1931. Vào ngày 25 tháng 8 năm 1931, một con đê dọc theo hồ Cao Biêu bị vỡ, gây lũ lụt trên diện tích khoảng 180km², xấp xỉ diện tích của New York, New Jersey và Connecticut cộng lại. Lũ lụt đã phá hủy nhiều nhà ở và đất canh tác, khoảng 15% lúa mì và lúa gạo đã bị phá hủy ở đồng bằng châu thổ sông Dương Tử. Lũ lụt đã tác động đến nền kinh tế khi giá các mặt hàng thiết yếu tăng vọt, căng thẳng với đất đai và kinh tế khiến nhiều khu vực lâm vào cảnh đói kém. Một số người đã ăn vỏ cây và cỏ dại và những người khác đã bán con cái của họ để tồn tại. Dịch bệnh bao gồm cả bệnh tả, bệnh sởi, sốt rét lây lan khắp các cộng đồng tị nạn di dời. Trận lụt ở Trung Quốc năm 1931 được biết đến là một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất thế giới. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.